Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Hoàng Thị Thơ and you can call me Miss San. Chào mừng các bạn đã đến với video bài giảng của cô. Trong video bài giảng này bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, cô sẽ giới thiệu nhiệm vụ với bạn khi xem video. Phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại từ và mẫu câu. Và phần cuối cùng, cô sẽ hướng dẫn các bạn chơi trò chơi để ôn lại từ nhé. Now are you ready? Here we go! Trong khi xem video, các bạn cần lưu ý một số điều như sau. If you see this picture, please listen. Now, you speak or repeat. And now it's time to write. Các bạn đã hiểu rõ 3 nhiệm vụ dựa trên 3 bức tranh chưa nào? Ok, chúng ta cùng đến với phần thứ 2 nhé. Today, we will review Unit 11, What's the Matter With You, Lesson 2. Trong Lesson 2, chúng ta đã học về cách đưa ra lời khuyên đúng không nào? Giving advice. Giving advice. Để đưa ra lời khuyên, các bạn có thể sử dụng những mẫu câu sau. Nếu như các bạn muốn khuyên ai đó nên thực hiện việc gì, nên làm việc gì, các bạn có thể sử dụng mẫu câu. You should, you should, you should. Các bạn lưu ý should, should. Còn nếu như các bạn muốn khuyên ai đó không nên thực hiện một việc gì đó, các bạn có thể nói là you shouldn't, you shouldn't, you shouldn't. Shouldn't cũng có thể được viết là should not. Các bạn có thể viết và nói thành should not, should not, should not. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai đoạn hội thoại nhé. What's the matter with you? I have a fever. You should go to the doctor. Okay, I will. Thanks. Trong đoạn hội thoại này, các bạn thấy bạn nam đang bị sốt và bạn nữ khuyên bạn ấy là nên đi tới gặp bác sĩ đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đoạn hội thoại thứ hai nhé. I have a toothache. You shouldn't eat lots of candies. Okay, I won't. Bạn nam này đang bị đau răng đúng không nào? Và bạn nữ đã khuyên bạn ấy là cậu đừng ăn nhiều kẹo nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số lời khuyên mà các bạn có thể đưa ra khi ai đó gặp các vấn đề về sức khỏe. Go to the doctor. Go to the doctor. You should go to the doctor. You should go to the doctor. Go to the dentist. Go to the dentist. You should go to the dentist. You should go to the dentist. You should. You should. Take a rest. Take a rest. You should take a rest. You should take a rest. Eat a lot of fruit. Eat a lot of fruit. You should eat a lot of fruit. You should eat a lot of fruit. Các bạn cũng có thể nói là you should eat lots of fruit. You should eat lots of fruit. Wash your hands before eating. Wash your hands before eating. You should wash your hands before eating. You should wash your hands before eating.
medicine. Take medicine. You should take medicine. You should take medicine. Carry heavy things. Carry heavy things. You shouldn't carry heavy things. You shouldn't carry heavy things. Eat a lot of sweets. Eat a lot of sweets. You shouldn't eat a lot of sweets. You shouldn't eat a lot of sweets. Hoặc các bạn cũng có thể nói là eat lots of sweets. Eat lots of sweets. Play too much computer games. Play too much computer games. You shouldn't play too much computer games. You shouldn't play too much computer games. Các bạn không nên chơi các trò chơi trên máy tính quá nhiều đúng không nào? Vì vậy không tốt cho sức khỏe của các bạn đâu. Play too much computer games. Watch too much TV. Xem TV quá nhiều. Watch too much TV. You shouldn't watch too much TV. You shouldn't watch too much TV. Stay up late. Stay up late. Stay up late. You shouldn't stay up late. Bạn không nên thức khuya đâu. You shouldn't stay up late. Let's chant. Are you ready? Here we go. Go to the dentist. Go to the dentist. Carry heavy things. Carry heavy things. Eat lots of fruit. Eat lots of fruit. Eat a lot of sweets. Eat a lot of sweets. Eat lots of sweets. Eat lots of sweets. Stay up late. Stay up late. Stay up late. Stay up late. Play too much. Play too much. Computer games. Computer games. Wash your hands. Wash your hands. Before eating. Before eating. Wash your hands before eating. Wash your hands before eating. Watch too much TV. Watch too much TV. Go to the doctor. Go to the doctor. Take a rest. Take a rest. Take a rest. Take a rest. Eat healthy food. Eat healthy food. Take medicine. Take medicine. Now it's time to practice. Bây giờ các bạn hãy đưa ra lời khuyên cho bạn mình nhé. I have a fever. I have a fever. Các bạn có 30 giây suy nghĩ và trả lời.
cô gợi ý một số những lời khuyên như sau. You should go to the doctor. You should take a rest. You should take medicine. Okay, I will. Thanks. I have a headache. I have a headache. Trong 30 giây tiếp theo, các bạn hãy suy nghĩ và đưa ra lời khuyên cho bạn mình nhé. Chắc hẳn mỗi bạn đều có những lời khuyên khác nhau dành cho bạn mình đúng không nào? Còn nếu là cô sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn mình như sau. You shouldn't watch too much TV. You shouldn't play computer games. You should take a rest. It's playtime. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi các trò chơi trong đường link mà cô đã đính kèm ở dưới video nhé. Khi các bạn ấn vào đường link phía dưới, trong phần mô tả của video, các bạn sẽ thấy hiện ra một biểu mẫu như thế này. Ở phần name, các bạn hãy điền cho cô tên của mình. Sau đó, lớp và tên trường. Sau khi các bạn đã ghi đầy đủ tên, lớp và trường rồi thì các bạn ấn chọn All Start. Tên trò chơi đây là Game Show Quiz, trả lời các câu hỏi. Các bạn ấn chọn Start. Trong trò chơi này các bạn chú ý như sau, đây là câu hỏi, đây là các phương án cho các bạn lựa chọn và các bạn có 3 năng lực ở đây. Thứ nhất là nhân đôi số điểm, thứ hai là 50-50 và thứ ba là thêm thời gian. Còn đây là cột thời gian và các bạn thấy là thời gian còn lại của chúng ta ở góc phía bên trái màn hình. Nếu như câu hỏi này các bạn chắc chắn thì các bạn có thể chọn nhân đôi số điểm, sau đó mới chọn phương án đúng. Sau mỗi 3 câu hỏi các bạn sẽ tới phần bonus round. Đây là các số điểm. Đây là các thẻ năng lực mà các bạn có. Nhiệm vụ của các bạn là hãy để ý tới số điểm cộng cao nhất đúng không nào? 200 điểm chúng ta sẽ chọn một thẻ bất kỳ. Nhân 3 số điểm. Tiếp tục như vậy, các bạn hãy thực hiện cho cô cho tới câu hỏi số 10. Hiện tại các bạn đang ở câu hỏi 4/10 rồi. Ở trò chơi thứ hai, tương tự sau khi nhập tên xong, các bạn sẽ bước vào trò chơi thứ hai. Trong trò chơi này, nhiệm vụ các bạn rất đơn giản, hãy đổi vị trí các chữ cái sao cho thành từ đúng. Cô lấy ví dụ, go to the, go to the doctor. Go to the doctor. Tổng số ở đây các bạn thấy có 12 câu và chúng ta đang ở câu số 2/12. Các bạn hãy hoàn thiện cho cô 12 câu trong trò chơi này nhé. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ôn lại các cách đưa ra lời khuyên khi ai đó gặp một vấn đề về sức khỏe. Các bạn hãy xem lại video, đọc lại từ, hoàn thiện các bài tập ở phía dưới mô tả và các bạn có thể dừng video để ghi lại bài nhé. Thank you for watching.
Goodbye. See you.